Rồi, cho em xin chào quý khách gần xa nha. À, quý anh chị cô bác ha. À, bên em vẫn tiếp tục đóng hàng đi cho mình nha. Cả Tết mấy bác ủng hộ em quá trời nhiệt tình luôn. Đây là cưa, cưa xích. Bên đây là cắt cỏ ha. Hôm nay nổ đơn nha, 60 đơn. À, 5 thằng em đóng hàng, thêm một thằng em bên Viettel Post nó xuống nó đóng tiếp nè. Rồi thêm ông xã em luôn. À, đóng hàng cho mình mà đi không có kịp luôn. Đây, cắt cỏ đây. Ừ, đóng hàng rất là kỹ lưỡng nha. Còn bên đây là cưa xích. Đây là cưa xích. Ơi, nói chung rất rất là cảm ơn quý anh chị cô bác ha. Cảm ơn rất là nhiều. Tin tưởng cửa hàng, ủng hộ cửa hàng em nha. Đây. Cưa xích ha. Còn những cái này nè, cái này là mấy cái phụ tùng nè. Ví dụ như anh Dương nè, anh mua 5 cái đĩa, 5 cái đĩa dài ha. Đó, 5 cái đĩa dài nè. Anh nào mua từ 5 cái đĩa dài đi, để em sẽ bao ship nha, 50.000 một cái, 5 cái 250 phí em chịu cho. Đó. Còn riêng cái này là mua cái đầu máy ha. Cái đầu máy dưới một chai nhớt nè. Đó, em đóng gọn nhẹ. Phụ tùng em vẫn có bán lẻ nha. Còn riêng như cái này, hồi nãy anh khách quen anh chuyển khoản đủ luôn nè. Là anh mua bên em 2 chai nhớt nè, một cái bát cước và 10 sợi dây cước nhỏ ha. Cái này là anh chuyển khoản đủ, có nghĩa là khách quen tự chuyển khoản nha, chứ em bán em cũng có thu hộ nha. Đó, phụ tùng vẫn bán cho mình bình thường chứ không phải ở ba cái lặt vặt. Cửa hàng sợ không bán, dạ bán luôn. Rồi riêng cái anh này cũng là khách quen mua máy trong Tết nè. Anh có mua thêm 2 chai nhớt, một cái ổ cước nè. Đó, phí 30 là 280 ha. Này anh 12. Đó, số điện thoại em công bố cụ thể cho mình luôn. Còn cái này là bên đây cưa xích. Đấy. Cưa xích em đóng hàng nè. Ừ. Còn riêng cái này là cắt cỏ ha, mà anh nghĩ đóng như vậy đó mà nhiều khi bên vận chuyển nó còn bể đó. Bởi vì em kêu là trước khi tháo hàng ra mình kiểm tra thì mình quay video lại rồi mình thả tháo hàng ra mình kiểm tra ha, để có bể vỡ rằng em khiếu nại bên vận chuyển nó dễ ha. Rồi số điện thoại để chốt đặt hàng bên cửa hàng Thành Hợp là 0913136620 nha. Nè, shop em đóng nè. Khá là dày dặn nha. Không có giỡn với em được đâu. Đó. Cái này là em đóng chưa hoàn thành ha. Rồi hai đứa bay hí hí hoài luôn đi, hết giờ rồi hả? Đây Mitsu 261 nè, chuẩn bị lên đường nè. Đây còn đóng hàng kịch liệt. Đóng hàng kịch liệt cho mình luôn. Để không kịp giờ chứ mà là gần 4 giờ chiều rồi đó. Đó, nè ha, cái mấy cái mà em gắn em gắn ổ cước là em cho đi hết đó nha. Nè, hạ tay hết rồi đó. Đây. Đang lên đường cho mình luôn. Đây. Cái này là gắn ổ cước sẵn luôn ha. Rồi còn cụ lại khoảng 5 cây đeo lưng chưa gớ được luôn. Đây. Có nghĩa là ví dụ như mình mua hàng gắn đồ bơm nước như thế này. Cái nào gắn đồ bơm nước thì yêu cầu bên em gắn đồ bơm nước rồi mình hả tới chỗ mình thử hàng đồ bơm nước, hoặc là gắn ổ cước thì bên em sẽ gắn ổ cước cho mình. Đây đại loại là như thế này. Là tới chỗ là bên em thử cắt cỏ rồi luôn. Thì tới chỗ là mấy anh tháo ra mấy anh cắt cỏ cho mau, khỏi cần phải gắn ổ cước nữa ha. Đó, gắn sẵn cho mình luôn. Đây. Làm hết công suất cho mình ha, từ đằng trước ra đằng sau. Đó. Nhưng mà an tâm đi, bên em vẫn giữ chữ máy ha. Bán xuyên Tết cho mình luôn. Đây. Đây. Ở đây còn nữa nè, đang làm hàng thêm nữa nè. Đó. Đây là phía sau. Đó. Đây nè. Rồi ví dụ như cái máy mà hai tay cầm, muốn xuống một tay cầm, ra bóp ghi. Đây bên em vẫn làm cho mình ha. Đó, đây. Nói chung là chạy hết công suất để ship hàng kịp cho mấy anh nhận hàng để phục vụ cho tăng gia sản xuất ha. Cảm ơn mấy anh rất là nhiều. Đó, tin tưởng ủng hộ cửa hàng ha. Đây, chia view nè. Đang chia tiền nữa. Đó. Đây, thử bơm nước lia chia hết nè. Đó. Thử bơm nước luôn. Bởi vì em bán bơm nước em cũng thử đâu đó đàng hoàng, mình cứ an tâm đi ha. Một cây máy mà nhiều chức năng, lớp nào cắt cỏ nè, bơm nước nè, trà gông riêu luôn. Đó, hết cái gì thì mình chỉ việc là tháo cái đồ dưới đây ra thì mình ứng dụng thôi. Đó. Đơn giản ha. Rồi, cảm ơn mấy anh đã ủng hộ. Chào tạm biệt.